Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức máy tính của mình. Và trong clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xem lượt dislike ở các video trên nền tảng YouTube. Ok, bây giờ mình sẽ vào các cái video trên YouTube. Mình sẽ sử dụng bất kỳ một cái trình duyệt nào để mình vào mình xem các cái video. Thì ở đây mình sẽ chọn một video bất kỳ các bạn nhé. Như các bạn thấy thì cái video của mình xem thì nó chỉ hiển thị lượt thích và lượt không thích, tức là dislike thì sẽ không thấy. Thì như các bạn cũng đã biết thì mới đây thì YouTube đã thực hiện một thay đổi khá lớn với người dùng tương tác với cái dịch vụ của họ. Đó là kể từ nay trở đi thì những cái video trên nền tảng YouTube sẽ không còn hiển thị số lượt dislike như trước nữa. Và về cơ bản thì nút không thích này, tức là dislike vẫn còn, thì tuy nhiên là các bạn sẽ không còn thấy được cái số liệu thống kê bên cạnh. Thì chỉ có người sáng tạo ra nội dung này, người tạo ra các cái video này mới có thể xem được số lượt không thích. Thì YouTube cũng đã giải thích cụ thể là họ làm như vậy là để hạn chế đi những cái cuộc tấn công, các cái cuộc bão like và các cái hình thức quấy rối, thì ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái của họ. Những cái kênh mới thì thường sẽ bị bão dislike rất là nhiều, hoặc là những cái kênh mà người dùng không thích chẳng hạn. Nhưng mà nội dung của nó thì không vấn đề gì. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ thử xem một các cái video khác xem là có bị như vậy không các bạn nhé. Mình sẽ thử một vài video khác chẳng hạn. Như các bạn thấy thì cũng không hiện được lượt dislike. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để hiển thị số lượt dislike trên YouTube các bạn nhé. Thì đầu tiên thì các bạn vào cho mình trình duyệt, các bạn vào cái phần cài đặt, các bạn tìm cho mình cái phần tiện ích mở rộng này. Thì mặc định ở trên trình duyệt của các bạn sẽ có các cái phần gọi là extension ý. Các bạn có thể sử dụng các cái trình duyệt Chrome hoặc là Internet Explorer, tức là phiên bản mới, tên là Edge gì đấy. Các bạn vào phần extension này, những cái trình duyệt mà sử dụng nhân của Chrome đều có thể vào được. Các bạn sẽ vào phần, đây mình sẽ vào lại cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là các bạn vào phần cài đặt này, sau đó vào phần tiện ích mở rộng này. Ở trên Chrome cũng tương tự thôi, cũng có phần tiện ích mở rộng như vậy. Sau đó các bạn vào cho mình phần 3 dấu 3 gạch của tiện ích mở rộng nhé. Trên Chrome cũng thao tác tương tự, và phần mở cửa hàng trực tuyến, mở cửa hàng Chrome trực tuyến này. Click vào giúp mình. Và chỗ phần tìm kiếm trong cửa hàng thì các bạn gõ cho mình Return. Return tức là trở lại đấy, Return YouTube Dislike. Các bạn sẽ tìm đến cái hình đầu tiên có hình bàn tay dislike luôn nhé. Sau đó các bạn click vào giúp mình và các bạn thêm vào Chrome. Sau đó thêm tiện ích. Thì ngay lập tức là cái biểu tượng đã được kích hoạt. Thì bây giờ các bạn sẽ thử F5 lại cái video mà lúc nãy nó đang không hiển thị được số lượt dislike các bạn nhé. Mình sẽ F5 lại. Và như các bạn đã thấy thì nó đã hiển thị được ra số lượt dislike này. Số lượt thích là 1,2 triệu và dislike là 13.000. Cái video thứ hai cũng tương tự như vậy. Các bạn thấy không? Cũng hiện ra số lượt dislike là 273. Thì như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách để hiển thị lại bộ đếm dislike của các video trên YouTube. Hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn. Và đừng quên để lại bình luận, bấm nút thích và bấm nút đăng ký kênh để giúp kênh của mình phát triển hơn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn.